Ở Alaska chắc ở đây là cái thành phố mà đẹp nhất của tiểu bang Alaska. Một cái khu salad à. Mình ăn salad every day. Này đồ ăn của Italian food. Sushi, đồ ăn của Nhật đây. Ơn chị. Đây là cái phòng ăn sáng mà người ta ăn đông hết sức luôn. Hai nguyên một cái vòng này luôn. Đồ ăn người ta để nguyên một cái vòng này luôn. Đủ thứ đồ ăn hết trơn. Maybe she should know all these people.
ngay cái chỗ này đó là những cái tảng băng đó, nè, tảng băng nó còn xuyên mặt trưng trên núi nè, tuyết nó còn động lại. Tại vì nó có nắng rồi chị ạ. Thì hôm nay mình xem cái này không cái. Thêm một chuyến tàu nữa đây, đứng ở trong rồi quay ra. Bữa nay trời mưa, gió, bữa nay gió. Bữa nay gió lạnh. Đi ra ngoài chứ không đi luôn. Hôm nay tàu sáng sớm, tàu 7 giờ sáng là tàu đã ghé lại thành phố Skagway. Hôm nay ở ngoài trời mưa nhẹ thôi nhưng mà gió rất là mạnh. Đây có một cái chiếc tàu đậu kế bên này. Đây là chung quanh thành phố, đứng ở trong đây thì quay cảnh thành phố với lại đồi núi không có được rõ lắm tại vì trời gió lạnh lắm, không có ra ngoài được. Chung quanh cảnh vật của thành phố này. Chị qua bên đây đã nghe. Qua bên mấy bà này là 32 đồng là tiền gì? Chú rể đang 16 đồng mỗi ngày. Cái đó là cái tiền nó cộng 2 ngày 2 đêm mình ở, đêm qua đêm nay không ở là 32 đồng, ở trong đó rồi mình nợ 32 đồng rồi. Cái này đang quay phim. Chú rể đang chuẩn bị đeo dây chuyền cho con dâu nha. Đây có quả lợi quay nhà. Quay đâu này chứ sao quay đó. Gì anh phải gài sau lưng người ta. No. Sao vậy hả? Tôi quay gì? Thấy không, cái đó phải hợp đó. Tình quá trời luôn nha. Ba đang đi bộ đây trên cái máy exercise. Hôm nay ba ăn nhiều quá rồi giờ ba phải exercise. Cười lên đừng có miên quá.
cười lên, đừng có mean quá nha. Cười lên coi, cô dâu. Bác Sở cười lên cái nè. Bác Sở. Anh Hai kia. Quay phim Hai chưa kìa. Anh Hai đập nhanh quá quay phim ảnh đây. Ủa anh Hai nữa hả? Anh đang quay phim chậm. Anh Hai cười lên. Xin lỗi mất anh. Chọc không được.
bơi nè con. Đó. Ba mẹ đang ngồi đây, ba đang uống cà phê. Bữa nay ở bên đây lạnh lắm con. Có 50 độ F á. Mưa lớn rồi. Thôi chắc quay lại coi. Thôi vô em. Thôi đi vô. Thôi đi vô, đi vô. Tôi đăng ký đi. Trở về, trở về. Kêu ra hết trong đô rồi. Rất đến khổ. Kêu mà chờ người ta ra hết rồi bây giờ mới được vô. À, tính ra ta hết mới được vô. Không có gì làm phải đi. Thôi, cái này mua ngà một. Chưa đi nữa. Nó lạnh lạnh sao kỹ hưởng. Sao không? Ê em lên.